Kính chào quý vị và các bạn, Nam Bộ đang giữa mùa mưa, cũng là thời kỳ gió Tây Nam hoạt động rất mạnh, mưa triền miên hơn nửa tháng trời. Nhưng ngày hôm qua, cả miền Đông và miền Tây đã phải hứng chịu những trận mưa như trút nước. Điển hình là tại Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, lượng mưa từ 54 cho đến 83mm, thậm chí tại Tiền Giang có điểm mưa lên tới 127mm. Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều hệ lụy. Trưa qua khi trời đang mưa to, hai tảng đá lớn từ núi Ba Hòn, Kiên Giang bất ngờ sạt lở, rơi xuống lăn thẳng vào nhà dân. Rất may chỉ hư hỏng tài sản chứ không có thiệt hại về người. Đây là hiện tượng đã được cảnh báo từ trước, vì thế bà con sinh sống dưới chân núi không nên chủ quan. Trước nguy cơ núi tiếp tục sạt lở khi mưa lớn tiếp diễn, người dân nên tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, thu dọn đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn. Vì diễn biến thời tiết Nam Bộ ngày mai, gió Tây Nam vẫn hoạt động mạnh, toàn miền tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cảnh báo có mưa vừa mưa to và trong cơn dông dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa tập trung từ sau 13 giờ cho đến tối, sáng và trưa trời nhiều mây, đôi lúc nắng yếu. Nên nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu cũng nằm trong vùng cảnh báo mưa dông, gió giật. Còn vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau ra giữa và Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa, ngoài mưa dông, lốc xoáy, ở đây còn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Bản tin thời tiết đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.